giá bi loạn nhịp, Tết ấm no cho những bi thủ OTC. Chào bạn, vậy là chúng ta đã bước sang năm 2023, khép lại một năm cũ với những khủng hoảng. Năm mới đang hứa hẹn một nhịp điệu crypto sôi động theo phong cách rất khác. Nếu chúng ta biết tới năm 2009 với sự ra đời của Bitcoin, thì 10 năm sau đó, B-Network cũng ra đời. Phải chăng đây là một chu kỳ xuất hiện của một huyền thoại? Trong bối cảnh thị trường crypto đang ảm đạm, thì rõ ràng B-Network đang nổi lên như một hiện tượng mà không một ai có thể phớt lờ. Đặc biệt là cuối năm, những bi thủ đang có B-Mainnet, mặc dù chỉ là Closed Mainnet, thì cũng đã rất hăng say tham gia vào thị trường OTC. Có lẽ đây chính là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để kiếm tiền trước thềm Tết Nguyên Đán. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những diễn biến của thị trường OTC, cũng như những tiềm năng mà B-Network có thể mang lại cho các pioneer, những người tiên phong đời đầu. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Xin lưu ý, chúng tôi, đội ngũ CryptoLibVN, không hề có ý định tạo FOMO hay anti-P. Mục tiêu của video này là tiếp tục cập nhật đến bạn những thông tin mới nhất từ dự án, cũng như những chia sẻ, những quan điểm khách quan từ chúng tôi. Phần 1. Lead Bismarck, giá Bi càng loạn nhịp. Nếu theo dõi sát sao trên Facebook và Telegram của CryptoLibVN, các bạn sẽ biết Bi lại tiếp tục được listing trên sàn Bismarck. Đây là một sàn khá uy tín, ra đời vào năm 2018. Mặc dù chỉ là dòng sản phẩm AOU, nhưng có vẻ Bi vẫn được các sàn ưu ái vì có lượng người dùng và cộng đồng quá lớn. Tại thời điểm list sàn, giá Bi được mở bán quanh ngưỡng 250 đô và đã bung ngay trên 500 đô sau đó ít phút. Hiện tại thì giá đã giảm trở về dùng 236 đô và tìm được điểm cân bằng tạm thời. Tuy nhiên, điều này cũng tạo nên sự chênh lệch giữa các sàn. Chúng tôi sẽ tạm thời phân nhóm theo giá giao dịch trên các sàn hiện tại. Nhóm 1, giá thấp là hai sàn XT.com và Bitconomy. Hiện tại giá Pi được giao dịch ở mức 13 đô trên XT và 7 đô trên Bitconomy. Nhóm 2, giá đu đỉnh là các sàn còn lại. Mức giá được giao ngay khá cao tại 235 đô. Các sàn nổi bật là Hobby, CoinBK, Bitmark. Xin lưu ý, dùng giá này sẽ biến động liên tục, nên giá mà chúng tôi đưa tin tại đây là giá được ghi nhận đến 12 giờ trưa nay. Phần 2. POTC nhộn nhịp, cái Tết ấm no cho những pioneer nắm bắt cơ hội. Trên thị trường giao dịch chợ đen, có lẽ chưa bao giờ pioneer đời đầu lại phấn khích đến vậy. Giá Pi tăng giảm theo từng phút không thua kém so với sàn giao dịch. Nếu cách đây một tuần, giá giao ngay chỉ ở mức 6.000, thì đến sáng nay đã là 13.000. Các lượt mua bán diễn ra rất sôi nổi. Theo sổ cái của Pi Network, phần lớn số Pi đưa vào mainnet mà đang tự do ngoài thị trường chỉ có khoảng 300 triệu Pi. Hơn 1 tỷ còn lại vẫn đang được khóa để gia tăng tốc độ đào. Vì số lượng giá giới hạn trên toàn cầu, nên lượng giao dịch những ngày qua cũng tăng lên nhộn nhịp. Trong 3 ngày gần đây, giá Pi đã nhiều lần chạm vào mức 13.000 rồi giảm xuống. Chúng tôi nhận thấy đây chính là ngưỡng kháng cự tâm lý tạm thời của Pi. Có thể thị trường cần kiểm tra lực cung nhiều lần của ngưỡng này mới có thể tiếp tục đi lên được. Ngoài ra, thị trường giao dịch tự do OTC cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro vì có rất nhiều scammer. Chúng tôi khuyến khích người dùng nên hết sức cẩn thận với thị trường này. Nếu muốn tìm hiểu các phương pháp giao dịch an toàn với OTC và cập nhật giá liên tục của thị trường, bạn cũng có thể tham gia vào channel Telegram và group Facebook của cộng đồng CryptoLibVN. Chúng tôi chia sẻ rất nhiều tin nhanh về P-Network và tín hiệu giao dịch tại các mạng xã hội này. Link tham gia sẽ nằm ngay bên dưới phần mô tả của video. Và đó là những thông tin mới nhất mà CryptoLibVN muốn chia sẻ đến bạn trong video chia sẻ nhận định đầu năm 2023. Chúc tất cả cộng đồng của CryptoLibVN và Pioneer sẽ có một cái Tết ấm no và hạnh phúc. Đừng ngần ngại, hãy để lại comment để tương tác với chúng tôi về chủ đề Pi ngày hôm nay. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy subscribe, like, share để lan tỏa thông điệp đến với cộng đồng, giúp mọi người hiểu thêm về dự án Pi Network và giao dịch an toàn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.